Hôm nay chúng mình sẽ học lời 2 của bài hát, bài ca đi học. Và bây giờ cô mời các con sẽ cùng ôn lại lời 1 nhé. Mời các con nhìn lên màn hình, chúng mình đọc nhầm lời ca. Các con nghe giai điệu của hai lời ca bài hát, vậy chúng mình có nhận xét gì nào? Bài hát bài ca đi học có hai lời và có tiết tấu, giai điệu giống nhau. Vì vậy, khi các con học lời 1, cô lưu ý các con chú ý hát đúng giai điệu, đúng tiết tấu và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. Bây giờ chúng mình cùng học lời 2 nhé. Mời các con cùng đọc lời ca theo tiết tấu. Trường em xa xa, 2, 1. Trường em xa xa, khuất sau hàng cây cao cao. Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương yêu. Đồ nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang. Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường. Cô giáo mời các con cùng hát với nhạc đệm. Ở lần hát thứ hai, các con sẽ hát kết hợp của đệm theo nhịp. Các con có thể tham khảo cách đánh dấu ở trên màn hình. Mời các con nghe nhạc. Mời con hướng lên màn hình, chúng mình sẽ thể hiện cách hát kết hợp với vận động cơ thể. Chúng mình sẽ vỗ tay, búng tay và vỗ đùi. Theo như sau, các con nhìn cô làm mẫu. Trường em xa xa, khuất sau hàng cây cao cao. Ngày tháng tới đã thắm bao tình em thương yêu.
đùa nô tung tăng nắm tay cùng vui ca vang. Nhịp bước bước nhanh cô giáo đón em tới trường. Mời con cùng thực hiện với nhạc. Các con ơi, ở nhà chúng mình tiếp tục luyện tập, thực hành và quay video biểu diễn nhé. Thân ái chào các con. Đếm sao, trích đoạn, nhạc và lời văn chung.